Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tướng Dũng và sư Nanda thân ái mến chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một buổi chiều thân tâm thường an lạc và sức khỏe dồi dào. Dạ con xin kính chào sư. Sa thú, sa thú, sa thú. Nanda tôi trân trọng chào ông Tướng Dũng và chào tất cả đại chúng. Dạ kính thưa sư, ngày hôm nay con tiếp tục đến để gặp sư và thọ giáo sư những bài pháp thoại và mong sư hoan hỷ giải đáp cho con một số thắc mắc của con và đại chúng để cho đại chúng được nghe chung. Dạ Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính thưa sư, phong thủy có giải quyết được khó khăn, khúc mắc, nỗi đau trong cuộc đời và có đem lại an lạc hạnh phúc hay không? Dạ kính thưa sư, nhờ sư giải đáp cho con câu hỏi này. Lành thai, lành thai, lành thai, quý quá thai. Này Tướng Dũng, ông cứ biết chăng, phong thủy là gì? Ta phải định nghĩa được hai từ phong thủy này. Cái phong thủy này nó xuất phát từ thời cổ đại, cách đây 3.000 năm, 5.000 năm, trong thời cổ đại của thế giới loài người chúng ta. Định nghĩa hai chữ này, phong, nó có 3 phần: phong, tiểu phong, trung phong, đại phong. Tiểu phong là một ngọn gió bình thường, nó không tác động đến chúng ta nhiều. Còn cái trung phong là gió lớn lớn, gọi là bão dông, dông bão, từng cấp độ của nó. Còn gọi là cuồng phong. Cuồng phong có nghĩa là một trận cuồng phong, nó có thể là cuốn hết tất cả những cái tòa lâu đài. Có thể là nó xoáy một xoáy là nó cuộn đi hết mấy trăm mấy ngàn ngôi nhà. Có thể là mất mạng 1-2 ngàn người đến 10 ngàn người. Đó là cuồng phong của đại phong. Thủy cũng có tiểu thủy, trung thủy, đại thủy. Cái tiểu thủy ở đây là nước trong hồ, trong giếng, trong ao, trong gạch, trong hầm, những sông gạch ngòi nhỏ. Còn nếu mà nói thủy chung chung là nước lớn, là đó là nước dưới biển, nước dưới lòng đại dương, nước ở dòng sông lớn, giang hà, đó là những cái thủy, những cái con nước lớn, những dòng nước lớn. Còn nói về vấn đề là đại thủy, còn gọi là đại hồng thủy, nhưng cách đây khoảng chừng 1 triệu năm, thế giới chúng ta có đại hồng thủy. Tức là tính vào thời kỳ người tiền sử và 1 triệu năm trước, 100 triệu năm trước là có đại hồng thủy. Cái hồng thủy này chính là nước lớn. Khi mà nó dâng nước lên thì độ chiều cao nó đến khoảng chừng 20 đến 50 mét. Chỉ cần một cái cơn hồng thủy này thì nó cuốn hết tất cả. Nó cuốn hết tất cả những cái tòa lâu đài ngày xưa, đưa vào lòng nước, lòng biển hết. Đó là nhận định của đại hồng thủy. Cho nên phong là phải có thủy, thủy là phải có phong, gọi là phong thủy. Khi mà gió lớn tác động lên nước thì nước lay động, nước sẽ mát. Không gian đó dù có nóng cỡ nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ tĩnh lặng, mát mẻ, dịu im. Thí dụ ví như những nước châu Âu, họ thường xây mỗi một trong nhà có một cái bồn nước, mà ngay bồn nước này có một cái cửa sổ. Nếu bồn nước lớn thì 3 cửa sổ, còn bồn nước nhỏ thì 1 cửa sổ. Để làm gì? Để gió lon vào cửa sổ này, tác động vào cửa sổ này thì nước lay động, bốc không khí của nước, phản phất, phản xạ lên có độ mát.
Như vậy thì họ bớt chi tiêu vấn đề sử dụng máy lạnh của hiện đại này, thì không gian của họ sẽ mát vô cùng. Đó là phong thủy của phong thủy. Đó là phong thủy của không gian, của thời gian, của tự nhiên. Như vậy thì họ dùng cái loại gió tự nhiên này lai động vào nước thì không gian nhà của họ sẽ mát. Hoặc là nhà lớn, ở bên Mỹ thật sự cái xứ nó rất là lạnh, thì họ làm cửa sổ rất là nhỏ. Cái cửa sổ thậm chí là vừa cái đầu chung ra, vừa cái thân chung ra thôi chứ không lớn. Bởi vì bên Mỹ gió rất là lớn, rất lạnh. Cho nên nhà tại Mỹ, nhà tại Canada hay là những quốc gia trên châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, cái lạnh của nó đến vấn đề gọi là không độ âm độ, thường xuyên xảy ra những cái độ lạnh này. Cho nên nhà của họ xây thường xuyên là xây nhà nhỏ, cửa sổ nhỏ, họ không xây nhà lớn. Còn đối với những tiểu bang có độ ấm, độ nóng thì họ xây những cái nhà của họ lớn, cửa sổ lớn. Như vậy thì cho nó phù hợp không gian, phù hợp của thời gian. Cái đó gọi là phong thủy của không gian, của thời gian, của thời không, của vũ trụ tự nhiên. Đó là một cái cách phong thủy. Mình phải nói rõ cái đạo lý phong thủy này. Cái phong thủy thứ hai là phong thủy về màu sắc. Ví như có một người, họ xây một cái tòa lâu đài, nay gọi là biệt thự. Chỉ cần họ sơn cái màu sơn đó, nó dịu im, nó nhẹ nhàng, mát mẻ theo sở thích của họ, mà không cảm giác nặng nề u tối, không cảm giác lo âu sợ hãi trong màu sắc. Bởi vì trong màu sắc này có những màu sắc làm cho chúng ta sợ hãi. Ông có tin điều đó hay chăng? Ông tin phải hay không? Dạ. Như vậy thì màu sắc đó, cái gì làm ta sợ hãi? Một là màu đen, phải không? Hai là màu xanh. Màu xanh mà loại xanh, xanh ngọc bích, xanh tím đó, là những cái màu sắc này, nó không phải là màu sắc của màu sắc chánh pháp, mà đó là màu sắc của tà pháp. Cho nên ông thấy hay chăng, những cảnh giới của ma thường cảnh giới là màu đen và màu xanh ngọc bích này, yeah, màu xanh tím này, xanh dương, xanh dương, xanh tím này. Như vậy cái người mà có đại trí, cái người có trí tuệ, họ không sơn màu đen, không sơn những cái màu sắc gùng gợn này, không sơn màu xanh ngọc, màu xanh tím này, mà họ chỉ sơn màu gì? Một là sơn màu vàng anh nhẹ nhàng, hai là họ sơn màu đó là màu xám khói của da trời, hay là họ sơn màu xanh da trời. Như vậy thì nó tạo cho trong gia đình chúng ta một cái không gian mát mẻ và tĩnh lặng, dịu im, không sợ hãi, mà ta cảm giác hết sức là tự tin. Cũng có thể một loại phong thủy khác nữa là chúng ta không cần sơn, mà hiện đại này chúng ta dán giấy. Cứ 10 năm dán giấy một lần, cứ 3 năm dán giấy một lần, tùy theo cái cấp độ nó chuyển biến, nó xuống cấp hay là nó tồn tại không xuống cấp. Có thể 3 năm, có thể 6 năm, 10 năm người ta dán giấy một lần. Đó là nhà hiện đại. Người ta dán giấy, giấy theo màu sắc cũng là loại phong thủy. Cái phong thủy thứ ba đó là phong thủy về góc độ. Cái trước mắt, cái phong thủy góc độ đầu tiên là gì? Đập vô mắt chúng ta chính là cái cửa chính. Khi bước vào nhà là cửa chính. Hai bên có hai cửa. Nhà người xưa là tới ba cửa, mà nhà hiện đại này là không còn làm ba cửa nữa, mà họ làm cửa lùa qua lùa lợi, hay là cửa sáu cánh, cửa bốn cánh. Chứ ngày xưa là nhà cổ đại, ngày xưa ở Việt Nam, trên thế giới là tới trong cái nhà họ tới ba cánh cửa, tức là ba cửa đi vô. Thì họ đập vào ánh mắt của họ, làm chiều cao của họ là làm 2m đến 2m, 2m 2 tấc, chính là 2m20. Bề ngang của cửa này là khoảng chừng 2m hoặc là 3m, đó là tùy theo nhà cấp độ lớn hay nhỏ. Khi bước vào nhà họ đi thẳng vào bên trong, họ xây thêm cái bếp. Bên cạnh cái bếp đó là có một cái nhà toilet, tức là nhà tắm. Ngày xưa họ không có làm nhà tắm trong với phòng ngủ. Ngày xưa nó không có đủ cái vật dụng,
đủ vật tư, đủ khả năng. Cho nên họ làm cái nhà bếp với nhà tắm cặp bên. Thì lúc bấy giờ nếu mà vấn đề mà phong thủy thuận, thì lúc bấy giờ cái khi mà ở ngoài nhìn vô thì ta đứng lúc nào cái mặt cũng xây qua hướng này. Cái hướng này là hướng gì? Là hướng Tây. Họ vừa chiên xào nấu cái bếp xây dựa hướng Tây, nhưng mà cái bếp đó không xây qua nhà tắm. Nhà tắm lại xây vào hướng Đông. Cho nên người xưa họ cắt rất là rõ ràng. Có nghĩa là họ đi một vành trong bếp là không đụng nhà tắm, không đụng nhà bếp, mà họ thiết kế trong nhà bếp này có một không gian tĩnh lặng nữa. Đó là một cái bàn tròn để 10 người thành viên trong gia đình họ ngồi dùng cơm mỗi ngày trong cái nhà bếp này. Đó là không gian của góc độ. Hay họ để cái bàn, cái ghế, cái bình bông góc độ nào đi ra, đi vào trong nhà, đi đến, đi lui, ngang dọc trong căn phòng, tổng thể căn nhà mà không đụng vào những vật thể này, bình bông, cái bàn, cái ghế, hay là không đụng cửa, đó chính là phong thủy của góc độ. Còn nói phong thủy về đất, về nhà, ví như trong cái núi này nó ô nhiễm, thì ta phải làm cái gì cho hết ô nhiễm? Đó là phải dùng hai câu nói này trong kinh Tạng: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Nếu cái tướng này, cái tướng mạo này nó ô nhiễm cỡ nào, dùng tâm chân thật, dùng tâm đại bi tâm, dùng đại trí tuệ, dùng đại lực tu học của chính mình, dùng tâm chánh đạo mà chuyển cảnh, thì cái nơi cục đất của mình đang ở, ngôi nhà mình đang trong cục đất này, thì từ mảnh đất ô nhiễm mà trở thành một mảnh đất màu mỡ thanh tịnh. Đây là Phật có nói qua trong kinh Tạng Nikaya. Đó là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái cảnh này có đau khổ cỡ nào, có tận cùng xương khói, lê thê khổ ải cỡ nào, lấy tâm thanh tịnh, lấy tâm chánh niệm mà chuyển cảnh. Cho nên gọi là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Đây là phong thủy của đất, phong thủy của nhà, tức là phong thủy của không gian, không gian đất và không gian nhà. Thì tất cả những thứ này ta lấy tâm chuyển cảnh, chuyển cuộc sống của chúng ta, thì thử hỏi theo ông có nên cần sử dụng đến phong thủy hay không? Hay là theo ông có nên mời các nhà phong thủy đến để mà đo đạc, để định hướng cho ông hay không? Thì đạo lý này xin ông hãy nói thật tình cho mọi người biết. Dạ kính thưa sư, con thì từ trước tới giờ con chỉ tin vào nhân quả. Nhân quả? Dạ, nhân quả. Thế thì cũng là như vậy. Như vậy là ông biết chỗ này là Đức Phật gọi là gì biết không? Đạo lý chính là hư vọng điên đảo. Nếu anh đã từng trải nghiệm phương pháp này, đã kinh nghiệm, đã thành tựu rồi, thì anh mới dám giảng dạy phương pháp này cho mọi người cùng tu học, mọi người cùng cải cách. Ví như hôm nay ông là một nhà kinh doanh, cũng là một nhà làm YouTuber, cũng là một nhà từ thiện, ông đã từng trải nghiệm rồi, ông đã từng thành tựu viên mãn rồi, thì ông mới giới thiệu cho đàn em của mình, cho con cháu của mình phải làm theo công án này, làm theo phương pháp này, làm theo cương lĩnh này, thì các em sẽ thành công giống như anh Tấn Dũng, có phải không? Nếu như ông đã thành tựu thì ông mới là người mới dám đảm bảo để giảng dạy, để chia sẻ, để truyền đạt, giúp đỡ cho con cháu em mình đã thành tựu. Còn nếu ông không thành tựu mà dám làm cho mọi người, đây chính là điên đảo và hư vọng. Đây là các pháp hư vọng, các pháp điên đảo, không phải chánh pháp. Như vậy thì Đức Phật liệt kê trong vấn đề phong thủy này chính là mê pháp của tà pháp, làm cho mọi người phải điên đảo, phải bị lừa bịp. Hôm nay sẵn đây một nhân viên thù thắng bất khả tư nghị, tôi sẽ kể cho ông nghe một câu chuyện ngắn.
Cách đây khoảng 10 năm, có một đôi vợ chồng trẻ này cũng vừa mới ra trường đại học. Sau 4 năm đại học, họ lại đến với nhau, ra mắt cha mẹ, đám cưới thành vợ chồng. Thì họ xây thêm một cái nhà bên cạnh của người anh rể. Thì như vậy thì hai vợ chồng này xây cái nhà này là trước khi đám cưới, nhưng mà vô tình là xây cái nhà không có cửa sổ trong phòng. Ông nghe cho kỹ. Còn khi đám cưới về là hai vợ chồng này ở trong ngôi nhà được 7 ngày. Tại sao nó quá nóng, nó quá đau đầu, cảm giác rất là sợ hãi. Thì đằng trước cửa nhà mà ở ngoài đi vào đó, thường thường ở ngoài đi vào thì người ta hay đặt một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là ở bên tay trái. Đặt tượng Quan Âm để họ cầu bình an. Họ xây một cái hòn non bộ có nước. Như vậy thì đúng, đúng góc độ thôi. Nhưng sau khi họ về ở một tuần, họ đau khổ quá, họ nóng nảy bức xúc lên, họ không thể ở được. Thì như vậy ông biết, mời thầy phong thủy đến, mong thầy hãy coi cho con. Sau nhà của con xây 3 tháng nay rồi mà hai vợ chồng con mới cưới nhau về ở bên cạnh này, trong ngôi nhà này, sao mà đau đầu quá, cảm giác là rất là khó chịu, không an toàn. Thì thầy phong thủy mới nói thôi được rồi, thầy sẽ giúp cho hai con, sẽ chắn cho hai con. Thì như vậy thì thầy sẽ chắn. Thì thầy mới dùng các phương pháp chắn là bắt hai vợ chồng này thay đổi Quan Thế Âm qua vị trí bên đây. Tức là ở ngoài vào là nằm bên tay phải. Thì cái đó chính là cái phụ mà thầy phong thủy nói như vậy. Đó là sai phương hướng nữa, sai phương hướng cho Phật Pháp. Thầy phong thủy nói đây là điểm chính, thầy đã chắn cho con rồi. Trong vòng 3 ngày sau thì các con sẽ không còn đau đầu và sợ hãi. Thì xong rồi đó. Buổi sáng giờ Quan Âm xong rồi, buổi chiều tối thì ông lại đi vào bên trong. Cái quan trọng là ông ta quan sát căn phòng và ngôi nhà có mở cửa sổ hay không. Thì ông quan sát vô trong cái căn nhà đó, cái căn phòng đó không có cửa sổ mà chỉ có máy lạnh. Bởi vì tại sao không để cửa sổ? Bởi vì hai chồng trẻ này mới thành hôn, đám cưới làm vợ chồng là sợ nhà người anh rể bên cạnh họ sẽ nhìn qua cái sinh hoạt của họ rất là bắt tiền khó xử, cho nên họ không xây cửa sổ. Để căn phòng không có cửa sổ lại tối âm u như vậy. Như vậy thì ông biết rằng trong căn phòng này không có độ ấm, không có không gian. Tức là cũng không có thời gian, cũng không có mưa, không có nắng, không có tuyết và cũng không có gió thổi vào. Thì như vậy thì nó tạo lên một độ nóng rất là cực kỳ nóng. Thì nó vọng quả lên thì sẽ nhức đầu, sẽ đau bệnh, sẽ khó chịu, sẽ cảm giác rất là mệt mỏi. Vậy thì thầy phong thủy nói thôi, các con cái này phụ thôi, hai con phải phá thêm cửa sổ này bằng kích cỡ cho nó mát. Cái điểm chính là cái cửa sổ này, chứ không phải là bức tường Quan Thế Âm. Và thầy phong thủy lại phá thêm cửa sổ đằng sau nữa cho mát. Chỉ cho mát thôi mà hai cái này phần phụ. Thầy phong thủy nói hai con cái này phần phụ. Phần chính là thầy đã chắn rồi tại Quan Thế Âm Bồ Tát là đã sai hướng. Cũng do sai hướng này mà Quan Âm Bồ Tát này làm cho hai con đau đầu. Thì ông đã biết, tôi đã biết một chuyện này. Sau khi thầy phong thủy đã thay đổi vị trí của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát qua hướng bên đây, mở cửa phòng, của cửa sổ trong phòng thì gió nó thổi vào mát mẻ, không gian tĩnh lặng liền. Thì quan trọng là cửa sổ chính là của không gian mà hai vợ chồng trẻ này cũng không biết. Thì sau 3 ngày thì hai vợ chồng trẻ này đem đến dâng cho thầy phong thủy đến 100 triệu. Hai con cảm ơn thầy rất nhiều, nhờ thầy đã chắn cho hai con mà hôm nay hai con không còn cảm giác sợ hãi và lo lắng và đau nhức nữa. Như vậy thì ông nghĩ rằng đây là chánh pháp hay là tà pháp? Như vậy đây là một sự lừa bịp của phong thủy. Khi Bồ Tát Quan Âm
chúng ta đã khi vào nhà nhìn bên tay trái là Bồ Tát Quan Âm đang đứng bên đây là đúng vị trí, là an định vị trí. Cung thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát là tọa vị, tức là ngồi ngay chân vị trí này, đứng ngay chân vị trí này để ta cung kính chiêm bái. Mà thầy không thể dời qua đây thì nó không đúng cái vị trí trong học pháp của Phật giáo Bắc Tông. Cho nên cũng do si mê điên đảo mà chúng ta thiên về phong thủy quá nhiều thì bị họ lừa bịp. Chính mình lại không tin mình, chính mình không tin đạo lý nhân quả, chính mình không tin vào Phật pháp. Cho nên là chúng ta tự hại mình, tự lừa bịp chính mình, chứ không phải là ở cái lỗi của thầy phong thủy. Cái lỗi là chính mình si mê điên đảo hư vọng, cho nên mới mời thầy phong thủy về để giám định trong ngôi nhà của chúng ta đang cần gì muốn gì. Như vậy thì chúng ta sẽ bị mất tiền mà nó sai vị trí của Phật pháp. Như vậy thì có phải chăng đó là điên đảo? Cho nên cái vấn đề phong thủy này, vào 3.000 năm trước Đức Phật đã từng thuyết minh, từng khai thị, hay là Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo ngài cũng không cho phép mình sử dụng phong thủy này. Đó là thần quyền, đó là cực đoan, đó là mê tín, nó không phải là chánh tín, đó là điên đảo. Cho nên chúng ta kết thúc của cái buổi nói chuyện hôm nay về vấn đề câu hỏi phong thủy của ông, nó không đem lại nguồn năng lượng, không đem lại sự an lạc, không đem lại sự màu nhiệm và giải pháp phá mê khai ngộ, mà chỉ đem lại những gì mê muội điên đảo và đau khổ tận cùng. Đó là chúng ta nói đến một cái bắt độ của phong thủy. Cho nên ông biết, tôi từng đến những nhà thờ của mấy ông cha bạn, từng đến thánh đường của bên Hồi giáo, từng đến nơi các nơi công sở, từng đến nơi các ngôi chùa. Tôi nói với mọi người, không cần phải xây phong thủy kích thước, không cần kích thước, không cần thứ gì hết, chỉ cần tâm đức của các anh, các bạn, các thầy, các ông cha, các ma sơ, các vị lãnh tụ tôn giáo khi xây nhà thờ, xây chùa, xây thiền viện, xây nhà hay là xây cơ quan, thì bắt buộc các anh phải làm gì? Chính các anh phải có đức năng thắng số, đầy đủ đạo lực, thành tựu đạo sự nghiệp viên mãn, mà chúng ta không nhất thiết là phải theo phong thủy nữa. Bởi đó là điên đạo, đó là giả, đó là giả, không phải là thật, không phải là thật. Nếu là thật thì không có giả, mà nếu là giả thì không phải thật. Nếu là chánh pháp thì không phải tà pháp, còn nếu tà pháp thì không phải chánh pháp. Tóm tắt là cái câu này, nó đi ngoài hệ thống nhân quả. Nếu muốn biết chúng ta giàu sang, phú quý hay nghèo hèn là nhìn lại trong hiện tại này, chúng ta gieo nhân gì? Như vậy thì hiện tại này ta gieo nhân tốt, gieo nhân thiện, thì kết thúc của nó sẽ gặt được những cái quả ngọt, những quả thiện, những điều tốt đẹp, hạnh phúc nhất, viên mãn nhất cho tồn tại trong cuộc sống này của chính mình. Đó là đạo lý nhân quả, không cần sử dụng phong thủy. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ.